Thưa quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang có mặt tại quảng trường Tây Bắc của tỉnh Sơn La và đây là đích đến của chặng 3 cuộc đua xe đạp về Điện Biên Phủ 2024 Cúp báo quân đội nhân dân. Và sau khoảng hơn 3 tiếng tranh tài thì các đội đua đã về đích và người về đích đầu tiên trong chặng đua ngày hôm nay là tay đua Nguyễn Minh Thiện của đội Vĩnh Long. Để bảo đảm thể lực cho các tay đua vừa trải qua một lịch trình thi đấu dày đặc, ban tổ chức cuộc đua đã điều chỉnh lại chặng 3. Thay vì xuất phát từ huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, các tay đua đã bắt đầu tranh tài từ huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đi thành phố Sơn La với lộ trình dài 141 km. Trên cung đường này, các tay đua gặp phải thử thách ở đèo Triềng Đông. Bằng chiến thuật hợp lý cùng phong độ ấn tượng, cua rơ Nguyễn Minh Thiện đã về nhất tại đèo Triềng Đông. Khi còn cách đích 50 km, Nguyễn Minh Thiện chủ động bứt tốc và bỏ xa các tay đua nằm trong top 2 có thời điểm lên tới gần 4 phút. Với những guồng chân mạnh mẽ, Nguyễn Minh Thiện đã một mình băng băng về đích và thắng chặng 3 với thời gian 3 phút 24 giây 32. Về thứ hai, thứ ba là Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Tuấn Vũ của đội Thành phố Hồ Chí Minh. Thành tích trên giúp Nguyễn Minh Thiện giành được áo vàng dành cho tay đua xuất sắc nhất và áo xanh dành cho vua nước rút. Cảm nhận rất vui khi giành chiến thắng tại thành phố Sơn La và rất là nhiều người dân ra đây cổ vũ đoàn đua. Chặng đường Sơn La là rất là khó khăn hơn là ở trong Nam. Nó có nhiều dốc và lên xuống nhiều và cả đèo nữa. Và cũng nhờ những đoạn nhiều dốc đó mới có thể tận dụng những đoạn đổ mà mình đổ cao và có thể giành chiến thắng. Cái mục tiêu là sẽ cố gắng giữ chiếc áo vàng và leo thật tốt hai ngọn đèo còn lại. Sáng mai ngày 4 tháng 5, các tay đua sẽ tranh tài chặng 4 với lộ trình từ thành phố Sơn La đi thành phố Điện Biên Phủ dài 155 km.